date time. Quay rồi. Đây. Rồi, ví dụ chúng ta có một yêu cầu là lấy ngày tháng năm hiện tại ra ngoài để hiển thị. Đúng chưa? Thì với PHP chúng ta, nếu mà với PHP mà chúng ta không có những cái hàm được PHP cung cấp thì chúng ta chẳng thể nào mà lấy được cái thời gian hiện tại. Đúng không? Nhưng mà PHP nó cung cấp cho chúng ta một cái hàm tên là date. Hàm tên là date luôn. Hàm này nhận một cái tham số là format, tức là cái cách hiển thị. Ví dụ tôi viết ở đây là y-m-d. Đây là year, month, date. Được chưa? Năm. Tí nữa sẽ giải thích vì sao đây không viết hoa. Được chưa? Nó còn phải đến 20 cái ký tự như này ạ. Nhưng không ít đâu, muốn sắp xếp như nào thì sắp. Để chúng ta xem kết quả. 2018 tháng mấy? January 1 ngày 10. Đúng lịch không? Hả? Đúng nhá. Thì chúng ta bây giờ phải tìm hiểu thêm là cái hàm PHP date. Đây. Hàm PHP date nó trả về cho chúng ta cái ngày tháng năm sau khi đã được format. What the fuck? Đây, hàm này nhận hai tham số. Tham số thứ nhất là format của ngày tháng năm. Tham số thứ hai là timestamp, là thời điểm. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có những cái ký tự như sau. Bây giờ mới hiểu là D là cái gì, F là cái gì, A là cái gì đây này. Nói cứ mỗi lần nói đến cái phần này tôi lại đau cổ. Bởi vì nó rất là nhiều. Thế à? Tôi chỉ nói tiếng Anh có được không? Rồi. The character of the day of the month from 1 to 31. Sao? Tôi không ngại nói tiếng Anh đâu. Nói tiếng Anh với tôi nó là 3-4 năm nay rồi, tôi không ngại gì cả. Rồi, cái ký tự D ấy, chúng ta sẽ format nhá. Thứ nhất là cái tham số đây là cái format này. Được chưa? Cái format này sẽ giúp chúng ta hiển thị ra cái kết quả ngày tháng năm theo cái cách nào. Vì sao mà người ta phải làm như thế này? Bởi vì cái ông Việt Nam, ông hành chính Việt Nam ấy, ngày tháng năm viết như nào? Ngày gạch ngang tháng, gạch ngang năm. Đúng không? Thì ví dụ như hôm nay là ngày 10 tháng 01 năm 2018 thì người ta hay viết như này. Hoặc là viết 10 trừ 01 trừ 2018. Đúng không? Nhưng mà với bên châu Âu, châu Mỹ thì họ có kiểu như này. 2018 trừ 01 trừ 10. Và tất cả người dân ở bên họ đều hiểu là năm tháng ngày, chứ không ai hiểu là đây là năm ngày tháng nào. Đúng không? Ngoài ra họ còn cái kiểu nữa là2018 January 10. Lại còn có kiểu format khác nữa là January 10 phải 2018. Đây trong cái lịch thư có hết. Đúng chưa? Thế này chúng ta phải phục vụ được tất cả các thể loại như này. Thì cái cách hiển thị như thế nào? Thì đây người ta gọi một cái từ là format. Tôi cũng chẳng biết dịch tiếng Việt là cái gì. Được chưa? Theo một cái chuẩn nào đấy. Đây người ta gọi là format. Thì chúng ta, cái string format của chúng ta để ở bên này, ở trong cái hàm đấy, ở trong cái hàm date này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các cái ký tự thuộc về cái format này là như nào. D là ngày trong tháng, bắt đầu từ ngày 01 cho đến ngày 31. Là nó có cả số 0 đằng trước nhé. Nó có cả số 0 đằng trước cái số tháng nếu mà nhỏ hơn 10. Được chưa? D lớn cái gì kia? Ngày. Tức là ở đây nó sẽ chuyển ra là thứ 2, thứ 3, thứ 4. Thứ 2 là gì? Monday thì nó sẽ chuyển thành M-O-N, mon, đúng không? Mon. Tuesday thì là T-U-E. Đúng chưa? Đây chúng ta thử. Nếu tôi sửa cái này thành D lớn, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Ví dụ tôi thường là thứ mấy thì đặt đằng trước đúng không? D lớn.
Đúng hôm nay là thứ tư không? Wednesday. Đúng nhỉ? Đây là ba ký tự của thứ. Thứ một bây giờ. Tiếp theo đến là G. G thì nó giống như D, nhưng mà nó sẽ không có cái số 0 ở đầu của những cái ngày nhỏ hơn 10. Được chưa? Thế là G. L. L nhé, chứ không phải là Y. Y viết hoa đầu L thấp ấy. Được chưa? Các bạn dịch cho nó là cái gì? Ngày đầy đủ. Bọn này không tin này. Đúng không? Ngày đầy đủ của ngày hiện tại. Đúng nhỉ? Viết full text. Xong nhá, L L thấp. L cao là có ý nghĩa khác. L cao là nó sẽ tìm ra là năm nay là năm chuẩn, là năm nhuận cái cục. Là cao. Đó thì là cao đấy. Đây là cây. L bên hoa. Đây là hoa. L bên hoa, xin lỗi. L bên N đúng không? Bởi vì tôi không bị nặng nên tôi không biết hiểu L cao, L thấp là cái gì. Em ở Đạt nhưng mà thằng Đạt thì kinh rồi. Được chưa? N. N. Không phải là IOS, ISO. ISO là hiển thị số 5. Cái gì đấy? À đâu, số ngày, số ngày, có nghĩa là ngày ấy, ví dụ theo ISO, theo cái ISO 8601 ấy thì ngày trong năm bắt đầu từ ngày thứ 2. Từ ngày thứ 2 là bắt đầu bằng số 1 cho đến ngày chủ nhật, đây là man này. Đến Sunday là ngày thứ 7. Được chưa? Thì cái từ cái TN thấp này này, nó cung cấp cho chúng ta là cái hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần. Thì đây, nó sẽ chạy từ 1 đến 7. Được chưa? Còn ngược lại với cái thằng đấy thì chúng ta có cái SC. À không phải, còn một cái ISO đây. Tôi nhớ là còn một cái nữa. Chờ chút. Nó còn có một thằng nữa, đây này. W. W. Được chưa? Cái W này là cung cấp ngày theo chuẩn của Anh. Thì là ngày đầu tuần là ngày số 0, là Sunday. Và kết thúc vào ngày thứ 7 là ngày Saturday. Thì là Sun. Thì là vào ngày có con số thứ tự là 0. Và kết thúc vào ngày Saturday là ngày số 6. Thế bên nước Anh là ngày chủ nhật là ngày đầu tuần. Thực ra cái khái niệm là ngày nào ngày đầu tuần ấy chẳng ở đâu quy định rõ ràng. Ở Việt Nam chẳng biết là ngày nào là ngày đầu tuần. Đấy là bài hát nói thế chứ làm gì có quy định, công văn nó quy định thứ hai là ngày đầu tuần đâu. Đúng không? Ở nước ngoài họ cũng vậy, chẳng qua là có thêm cái ISO. Các bạn chỉ hay tin vào ISO này. Đây là chuẩn quốc tế. Thì ngày thứ hai là ngày bắt đầu. Đúng không? Là thứ là thứ một. Cho đến ngày kết thúc tuần là ngày chủ nhật. Được chưa? Tin thì cứ tin vào cái ISO. Đây, còn cái SC này. Ngày mùng 1 tháng 10 thì tiếng Anh viết như là 1 sờ cờ, đúng không? Đúng không? Là viết của từ gì? First. Đúng chưa? Thì đây, cái từ S này nó cung cấp cho chúng ta cái ba cái ký tự cuối của số 1, số 2, số 3, số thứ tự. Được chưa? Thì ví dụ hôm nay là ngày mùng 10 đúng không? 10 thì là TH đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có là, tôi trừ một cái nhé, SC. Đúng không? TH. Đó, ngày mùng 10 thì nó là quy về ngày, ngày theo kiểu dạng là thứ tự. Được chưa? W thì vừa giải thích rồi. Z. Ai bảo ngày trong năm? Ngày thứ bao nhiêu của năm? Đúng không? Nếu mà bây giờ tôi lấy cái Z này ra thì bằng bao nhiêu? 360, 360, 10, 360,
330 mấy đúng không? Ngày thứ 10 à? Có nhìn thấy nó bắt đầu từ số 0 không? Hiểu chưa? Ngày số 0 nếu mà tính đến 24 giờ ngày hôm nay thì mới là ngày thứ 10. Được chưa? Còn bây giờ vẫn chưa qua cái ngày đấy, chúng ta vẫn đang ở ngày thứ 9. Rồi, tiếp theo là đến F là full tháng. Được chưa? Nãy chúng ta có M lớn, chúng ta đang dùng M lớn đúng không? M lớn là viết tắt của ba cái chữ đầu của tháng. Thì bây giờ chúng ta có cái từ F này. F lớn thì là full tích của tháng. Ghi vào không lại quên hết thì giờ có mà xem, tốt nhất phải ghi chép vào, xem vào mắt. Tiếp theo đến M nhỏ là numeric, tức là số, hiển thị dạng số, trình diễn dạng số của tháng, bắt đầu từ tháng 1 cho đến tháng 12. Và nó leading by 0, tức là những cái tháng mà nhỏ hơn 10 thì nó sẽ có số 0 ở đầu. Đấy là M nhỏ. Còn M lớn thì như chúng ta vừa mới làm, thì M lớn là hiển thị ba cái chữ cái đầu, ba ký tự đầu của tháng theo dạng tích. Còn N, N là gì? Cái gì bỏ không? Hiển thị số của tháng bỏ số 0 ở đầu. T, số ngày của tháng, số ngày hiện tại. L thì là hiển thị về leap year. Leap year là năm nhuận hay không? Nếu mà trả về số 1 thì là năm nay là năm nhuận. Còn nếu mà trả số 0 thì là năm không nhuận. Bỏ qua cái ô nha, year number thôi. Thì nó sẽ hiển thị full năm, ví dụ 1998, 2018, các thứ kiểu. Y lớn là hiển thị 4 ký tự trình diễn cái số 5. Được chưa? Nếu mà các bạn biết chữ Y lớn giống như tôi đang biết bây giờ thì là nó vào là về 2018. Còn Y nhỏ thì là hiển thị hai số, nó chỉ hiển thị là 18 mà thôi. A nhỏ và A lớn thì hiển thị là giờ, giờ hiện tại đang là AM đến PM. Cái B này thì chúng ta không cần nhớ. Cái B này là giờ của Internet. G, đúng rồi, chia giờ thành 12 giờ, bắt đầu từ 1 cho đến 12. Đến lúc đấy chúng ta lại cần AM và PM. Được chưa? G là format theo 24 giờ. H là format theo 10, H nhỏ, format theo 12 giờ với số 0 ở đầu. À đúng, format theo 12 giờ với số 0 ở đầu, đúng không? H là format theo 24 giờ, H lớn đấy, là 24 giờ với số 0 ở đầu. I là số phút, SC là số giây, U là microsecond, tức là số tích tắc. Đấy, chúng ta chỉ cần nhớ đến U thôi, nhớ ông này là chết mẹ rồi. Được chưa? Sau đó chúng ta ghi chép kiểu gì thì ghi chép, sau đó là tôi ví dụ hiển thị được bằng ngày cách echo ra bằng ngày cách hiển thị bằng ngày cái này là năm cách làm luôn cái gì đấy, nó chỉ là đây nghiên cứu lại. Làm như thế này.
giời ơi, đau chân quá. Xong chưa? Ông Nhật Minh. Được chưa? Ôi lâu thế.
Nào Vân Anh đọc cho tôi cái ngày tháng năm đầu tiên ạ. À? Mùng 10 tháng 1 năm 2018. Không biết, đọc luôn. Không là bắt nộp phạt bây giờ này. Rồi, cô rồi, đế rồi. Câu giờ. Nhanh. Hẳn chưa? D 5.000 này. Sược. Cái gì? M lớn hay M bé? M nhỏ. Rồi đến gì? Y to hay Y bé? Y to. Rồi. Đúng rồi. Thế là xong một đứa. Hiểu. Cái thứ hai. Rồi. À, tâm. Cái cuối cùng. Cái cuối cùng nè. Ờ. M lớn. Xong sao? Cách hay là trừ hay là như nào? Xong rồi sao? Tìm nó sao được cái dấu đây? Cái dấu đấy không tìm được đâu. Cái gì? Cách D nhỏ. Sao nữa? Y lớn. Đúng rồi. Thế này thôi. Được chưa? Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta nhét vào đây này sao? Thằng Hùng sinh năm bao nhiêu nhỉ? 1999. Ngày bao nhiêu? Tháng 09/18. Nếu mà viết như này thì sao? Liệu nó có chuyển sang không? Có chuyển không? Năm non well form numeric value. Tức là ở đoạn này nó sẽ chỉ nhận ngày tháng năm thôi. Nó chỉ nhận cái thời gian đây, các bạn thử xem nhé. String to time và date. Đô la date, xin lỗi, đô la date bằng string to time này, ngày tháng năm này. Bây giờ chúng ta echo nó ra xem nó thành cái gì nhá. Tôi tạm thời comment này vào. Được chưa? Một dãy số. Bây giờ tôi compare với ngày tháng năm hiện tại này. Đô la now bằng str to time date y trừ m nhỏ trừ d y lớn, đúng không? Cái này đúng không? Và tôi lấy ra cái này trừ đi cái now. Được chưa? Cái số nào to hơn? Để. Này mà cũng phải đếm á. Số đằng sau chắc chắn là to hơn rồi. Nào, tiếp này, nhìn tiếp này.
Được chưa? Thì cái swing to time này này biết là cái gì không? Nó là số giây tính từ 0 giờ 0 phút 0 giây ngày mùng 1 tháng 1 năm 1970 đến thời điểm 1999 kia, thời điểm này hoặc là thời điểm này. Được chưa? Hiểu chưa? Cái mốc thời gian ở trong cái việc lập trình của chúng ta là 0 giờ 0 phút 0 giây ngày mùng 1 tháng 1 năm 1970 cho đến thời điểm hiện tại. Là sống chúng ta nếu mà tính ra là được bằng đấy giây. Ví dụ từ ngày mùng 9 tháng 9 từ ngày thằng Hùng đẻ ra đến giờ là nó sống được bằng ngày giây này. Đúng không? Trừ đi là xong đúng không? Lấy cái now này trừ đi cái kia bên kia. Now cắt sang date. Đấy ông sống được bằng ngày giây. Đây này, nào. 577.933.200 giây. Được chưa? Đó. Thì bây giờ cái này nó chuyển sang cái thời điểm đúng không? Cái thời điểm này thì chúng ta tiến hành là echo chuyển cái ngày tháng năm sinh của Hùng. Chuyển cái ngày tháng năm sinh của Hùng sang cái format là cuối cùng ở đây. Thì chúng ta đã thêm tham số thứ hai vào. Ôi giời, unexpected bằng ở đây. Tôi quen tay. Chẳng biết có chạy được không? Cái biến date ở đây. Xin lỗi các bạn. Đúng không? Đúng tháng 9 ngày 18 năm 1999 không? Đúng không? Chuyển từ định dạng này sang định dạng khác. Thì ở đây cái hàm date này của chúng ta có hai tham số. Tham số thứ nhất là format. Tham số thứ hai là thời điểm. Được chưa? Thời điểm chuyển sang giây nhé. Xong chưa? Thì chúng ta muốn chuyển ngày tháng năm nào sang cái định dạng khác thì chúng ta bê cái đấy, bê cái năm ngày, năm tháng ngày bên đấy vứt vào cái format này. Thì là sẽ lấy được. Còn nếu không có cái tham số thứ hai thì sao? Thì nó sẽ lấy ngày giờ hiện tại. Xong chưa? Ngày giờ hiện tại. Xong rồi đấy, viết vào. Ông lại quên hết bây giờ. Hả? Chuyển giờ thì cứ bằng đấy giây chia cho 60 là ra giờ. Cái gì? Cái gì mà đếm ngược giờ? Cái gì mà đếm ngược? Ông muốn đếm ngược cái gì? Đếm giờ xem là cao đao hả? Cao đao thì JavaScript mà có sẵn rồi, việc gì phải dùng PHP? PHP thì mỗi lần ông truy cập thì nó mới reload lại. Chứ nó không nhảy số ngay trực tiếp trên màn hình đâu. Hiểu chưa? Chỉ có JS mới làm nó nhảy số ngay lập tức được thôi. Xong chưa? Đây là một ví dụ về cái hàm mà có sẵn tác dụng của nó. Thì chúng ta cái hàm này khá là quan trọng. Ví dụ tôi có thể tính được thằng Hùng đã sống được bao nhiêu ngày từ lúc nó đẻ ra đến bây giờ. Hoàn toàn tính được. Bằng một cái hàm có sẵn ở trong PHP. Xong chưa? Xong cái kia chưa để chuyển. Thắng xong chưa? Rồi, chúng ta hoàn toàn có một hàm khác ở trong PHP. Chúng ta search PHP date deep. Date deep function. Deep là viết tắt của từ different. Khác. Được chưa? Đây. Đấy. Ví dụ tôi sẽ lấy ra cái echo cái date deep của 2018 trừ 01 trừ 10 so với cái ngày đẻ của thằng Hùng là 1999. Đây, như này đúng không? À quên nhầm, cái này là của 2 ngày. Date create.
dòng số 5 Get Able Fatal Error Object Class. Tôi copy luôn cái đoạn này cho nhanh. Chờ chút nhá. Run example. À đây deep format nữa. Đây deep format đây. Thế tôi phải gắn cái này bằng cái $div bằng như này. Xong echo ra deep format này. Deep format. Âm. Nhập. Đưa cái này lên trước, đưa cái này về sau. Sáu nghìn ngày họ à, lấy cái số này chia cho ba, chia cho 365 ra được bao nhiêu tuổi, không đúng nhá. Mười tám tuổi hơn, hơn tí đúng không? Được chưa? Đấy, nó có những cái hàm hỗ trợ thì chúng ta làm việc tất cả mọi thứ nó dễ dàng hơn. Thế ví dụ như ngày xưa mà Hùng bảo đếm ngày từ lúc bé đến giờ chắc là ngồi đến mấy quyển lịch cũng chưa chắc đã xong. Bởi vì cái này nó tính được chuẩn cả những cái năm nhuận. Hiểu không? Thế còn nếu mà những cái năm không nhuận chúng ta đếm kiểu kia, đếm trừ thì vớ vẩn là chúng ta sẽ bị sót mất những cái năm nhuận. Nên nó sẽ không chính xác. Còn đếm kiểu này nó sẽ pass qua cả những cái năm nhuận, năm nhiếp, các thứ thoải mái. Xong chưa? Rồi, lâu thế. Mấy cái dòng mãi không xong. Xong chưa? Đấy, cách dùng những cái hàm gọi là hàm có sẵn, hàm built-in ở trong PHP nó là như vậy. Chúng ta phải bắt buộc phải đọc và tìm hiểu thôi. Và sau này nếu mà cần cái gì thì lại search. Đấy chưa? Và nếu mà muốn tìm hiểu sâu hơn ấy và thường xuyên sau này khi mà chúng ta đi làm ấy, thì những cái hàm cơ bản này nó không thể thiếu được. Và nếu mà có tìm thì chúng ta chỉ có thể tìm bằng tiếng Anh, dưới đố không tìm bằng tiếng Việt nó ra đấy. Ví dụ như tìm muốn tìm cái hàm dead deep bằng tiếng Việt thì tìm kiểu gì? Đó, cho nên là bắt buộc phải học được tiếng Anh để sau này đi làm còn tìm được, chứ còn không thì chết đấy nhá. Được chưa?
Xong, về cái phần date, tạm thời xong về cái phần date rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần nữa là cái phần xử lý PHP để upload ảnh lên server chẳng hạn. Ví dụ, chúng ta có một cái giao diện như thế này. Đây, tôi sẽ upload.php. Cái đoạn code này là luôn luôn phải giữ nha, cái đoạn code update này, upload ảnh này là luôn luôn phải giữ để sau này còn đem ra dùng lại. Đây tôi có một file HTML. Trong này tôi có một cái form, form là upload submit .php method dạng post. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cái thẻ, thẻ là thẻ in, input dạng file có name là avatar và một thẻ button file bằng submit. Không nhá. Mấy thằng kia xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta xem cái giao diện. Như này đúng không? Chúng ta chọn một cái file vào. File gì cũng được. Logo đi. Vứt vào đây. Để chúng ta submit lên. Nó sẽ gửi sang cái file là upload submit.php đúng không? Để chúng ta tạo cái file đi ra. Code PHP trong này. Được chưa? Như bình thường các bạn lấy dữ liệu từ request dạng post thì lấy như nào? Như tôi có biến file bằng đô la gạch dưới post của avatar. Và tôi tiến hành vadam đi. Vadam ra cái biến file. Như này là lấy được đúng không? Đúng chưa? Bây giờ test cái nhá. Preload tra. Nó ra cái gì? Logo, đường dẫn đâu, đường dẫn nào? Nó chỉ ra cái tên ảnh, nó không ra file ảnh đâu. Được chưa? Thế vậy thì lý do vì sao không lấy được? Thì thứ nhất, về bản chất, cái form này nó không gửi cái ảnh lên. Về bản chất là cái form nó không gửi cái ảnh lên. Bởi vì khi mà chúng ta muốn upload một cái file nào đấy, file tài nguyên nào đấy từ cái form lên server ấy, thì chúng ta phải có thêm cái phần encrypt type bằng multipath sược form trừ data. Như thế này thì mới được phép gửi file từ form lên server. Chỉ nhìn chán. Thank you.
Thế là được kìa. Rồi thử xem có được không. Xong chưa? Xong cái đoạn này chưa? Cẩn thận, hôm trước là có thằng nào nhỉ, thằng Tâm. Nó sai, nó viết như này. Là sai nhá. Dấu này là dấu gạch ngang chứ không phải dấu gạch dưới nhá. Increase time multi path form data. Được chưa? Cái này nó đăng ký với trình duyệt đấy. Đó là cho phép trình duyệt gửi dữ liệu lên nhiều lần. Bởi vì file, ví dụ như bình thường chúng ta gửi dữ liệu thì nó đều là dạng text, dữ liệu rất là nhẹ. Được chưa? Nhưng mà nếu mà khi chúng ta gửi ảnh lên, thậm chí có những cái ảnh của chúng ta vài mê cái, đúng không? Thì không thể nào gửi một phát đi hết được, mà nó phải gửi từng phần một rồi lên server nó ghép lại thành một cái ảnh mới. Được chưa? Thì nó phải đăng ký là multipath form data thì mới được phép gửi file media lên, tức là phải bất kỳ loại file gì thì cũng đều phải đăng ký cái này. Xong chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành là nhận file xem là nhận được không nhá. Vẫn là như cũ thôi. Back lại, reload trang để cho cái HTML được update. Chọn file này. Upload. Tèo. Tèo luôn. Vì sao lại tèo? Vì khi mà chúng ta đã đăng ký là cái multi path form data thì nó thì PHP nó sẽ, thì PHP ở trên cái nó sẽ hiểu đây là một cái file. Nó là một cái file. Còn nếu mà chúng ta cứ để $post để hứng như thế này thì nó sẽ hiểu đây là đây là một cái data nào đấy, nó không phải là file. Do đó chúng ta phải hứng lên cái file là chuyển thành $file, tên của file thì mới hứng được. Nó giống như cái việc là các bạn ném của một quả bóng rổ, quả bóng rổ khá to đúng không? Nhưng mà bây giờ các bạn lấy cái vợt cầu lông cho các bạn đỡ cái quả bóng đấy thì nó sẽ gây vợt ngay, đúng chưa? Nếu mà ném quả bóng rổ thì ít ra phải mang cái rổ rửa rau ở nhà ra đỡ thì mới đỡ được. Được chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ xếp xuống và chạy reload trang. Thấy gì? Nó là một cái mảng chứa đúng không? Mảng chứa thứ nhất là tên file. Cái thứ hai là kiểu dữ liệu là image.đuôi là png. TMP name tức là nơi đang chứa tạm thời cái ảnh hiện tại. Nó đi lên rồi đấy và nó chứa tạm thời ở đây. Tiếp theo là lỗi, không còn tí lỗi nào. Size tức là kích cỡ ảnh thì nó nặng bằng này bit. Bằng này bit là có 100 bao nhiêu 168 bit kilo à 168.000 bit. Được chưa? Xong chưa? Có dao. Vân Anh dao. Cứ đần thối ra xong rồi cứ im ỉm ỉm thì bố thằng nào mà biết mà hỗ trợ được. Hữu. Vào số hỗ trợ nó đi. Tung ra chưa? Rồi ôi, lở vãi. Bà có thể chạy đâu mà bà đòi giá. Chọn ngày chứ nào. Chọn cái ảnh ở nhà nhà thôi. Bà ấp cái ảnh 50 đấy nó không chạy đâu đúng rồi. Ông lô lên. Bà làm gì đấy đã? Bà chọn cái ảnh cho tôi nhanh lên. Rồi bấm submit. Đấy, đây này, bà đã không có cái file upload submit như này. Bà như người rồi ấy, bà đã tạo cái này chưa? Nga ngừng lần. Upload, submit, để
file của bạn thì là upload, xong bạn biết là bên này là upload. Tôi cũng vậy, bà luôn. Thấy chưa? Những người sợ này. Sao mà không nhận? Thấy không nhận? Lỗi gì? Thấy chữ là chiều 10.000 tiền công. Cái bộ ngu. Sai cái sửa rồi. Không được phép sai. Được chưa? Lên cốt ảnh đã lên này, bây giờ chúng ta phải lưu cái ảnh xuống. Bây giờ lưu như thế nào? Thì chúng ta đơn giản thôi. Thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu về cái file này đã. Ví dụ bây giờ tôi muốn lấy ra tên file thì có lấy được không? Chúng ta lấy ra là file đóng ở ngoặc name như này thì nó sẽ ra tên file, đúng không? Chúng ta lấy để ra là tmp trừ name thì nó sẽ lấy ra là cái đường dẫn ảnh tạm thời. Hai cái thông số này là hai cái thông số rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta phải biết tên của ảnh để lưu xuống và biết cái vị trí tạm thời của ảnh để lưu xuống, để chuyển nó sang. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta có thuộc tính là của cái mạng là tmp name và name. Hai cái thuộc tính này rất quan trọng. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm nó có sẵn ở trong PHP để giúp chúng ta lưu ảnh vào trong server. Đó là move upload file từ cái file tmp name lưu sang cái file đóng mở ngoặc name. Tức lưu cùng vào trong cái thư mục của thằng upload.php này luôn, upload submit.php này luôn. Giặt cổ bạn. Nói thì sáng rồi. Không nhớ. Xong đi nhỉ? Xếp xuống, bây giờ chúng ta thử cái đã. Lỗi. Các bạn sẽ không bị lỗi, chỉ có tôi bị lỗi thôi. Hả? Bởi vì thư mục ở trên cái hệ điều hành Linux ấy, nó phân quyền rất là chặt chẽ. Hiện tại cái thư mục L50 của tôi nó chưa được phân quyền ghi, nó chỉ được phân quyền đọc thôi. Được chưa? Bây giờ tôi muốn nó được phép ghi vào thì tôi phải phân quyền lại cho nó. Thì tôi sẽ phải mở cái CMD này lên. Đây là một kinh nghiệm để sau này khi mà chúng ta làm việc thôi, chứ còn bây giờ chúng ta sẽ ghi được, đúng không? Kiểm tra trong thư mục của chúng ta sẽ thấy ảnh, đúng không? Còn của tôi thì tôi sẽ phải thực hiện một câu lệnh là sudo chmod cách trừ r cách 777 của L50. Đó, sau khi phân quyền xong thì tôi mới lưu được. Tôi reload lại. Xong, và bây giờ ảnh đã lên. Được chưa? Được chưa? Lưu ảnh lên server. Xong nhỉ? Rồi, test thử đi. Test thoải mái. Bây giờ nha, các bạn kiếm cho tôi một cái ảnh nặng hơn 2 MB. Áp lên, xem có lên được không?
Tải bằng video. Cái gì mà tải bằng video? Upload video. Đúng rồi. Ông up cái video lên được. Thử xem có lên được không? Xem có áp được file nặng hơn 2 mê không? Tèo đúng không? Có tèo không? Không tèo thôi, tôi không phải chỉ nữa. Còn tèo thì là chuyện bình thường. Ấy của em là cái gì? Xong chưa? Thường thì những cái file mà nặng hơn 2 MB thì sẽ không up được, trừ máy tôi. Bởi vì tôi đã config xong rồi. Thì chúng ta vào theo cái đường dẫn là bấm mở cái SAM lên. Máy tôi thì không có SAM cho nên là mở cái SAM lên. SAM control ấy. Được chưa? Chúng ta chọn vào phần config, chọn cái file httpd config thì phải. Thấy không? Của Apache đúng không? Trong đấy các bạn search chữ max upload gì gì đấy thì phải. Để tôi xem lại. Tôi nhớ bảo đấy là à không nhầm, nhầm từ từ bình tĩnh. Không phải file đấy đâu. File php.ini ấy. Đây. Nó có một cái các bạn tìm kiếm Ctrl+F tìm kiếm trong đấy thì nó sẽ có một cái bạn tìm cái là tích là upload gạch dưới max. Đấy, nó có cái upload max file size là bằng 20. Bây giờ các bạn thêm vào đấy 2 số 0 nữa. Chuyện bình thường mà không nhớ. Chưa hết nha. Phải bị điên à? Vừa phải thôi. Nó còn có một thuộc tính nữa là max gạch dưới file upload. Các bạn tìm lên max gạch dưới file upload. Max gạch dưới file thì nó cũng từ file đấy. Tức là cùng một lúc các bạn được phép up lên 20 file. Được chưa? Cùng một lúc các bạn có thể up lên đến 20 file.
thì nó sẽ giúp chúng ta tăng cái dung lượng file được phép bao lên sơ bộ. Đấy là một cái. Cái thứ hai là tăng cái số lượng mà cùng một lúc gửi lên sơ bộ. Đấy là cái thứ hai. Sau đó chúng ta link xuống và start và stop lại cái Apache. Stop và start lại. Đây, ok đấy. Link chưa? Đấy, ok đấy. Start lại. Tức là reset lại cái Apache. Đấy, bây giờ up những cái file nặng hơn nặng này. Up video lên được. Phí cái gì cả vào là. Nhiều không thì phải nén nào đấy độ khoảng 3-4 MB bước lên đâu lên cho đây là cái phong hoa sần này phong hoa sần này cái bao nén chào đồng ý. Sao bé tí vậy? Đây, sắp lên tên này nè, sắp lên tên cái này nè. Thì nó rơi vào 89 mê, up mê. Kéo dây cục. Sắp lên tên kìa. Qua hoa. Không được. Chỉ. Sớ lại, check lại. Được chưa nhỉ? Đó. Nhưng mà từ từ thôi, cái việc áp file nặng về nhà là quay trở lại đây. Chúng ta còn có vấn đề nữa. Hiện tại trên server của tôi muốn lưu trữ cái file mà tất cả những cái file upload này tôi lưu vào trong một thư mục thôi. Và tôi không muốn để ngoài này, bởi vì nếu mà các bạn tưởng tượng sau này tôi up 1000 file lên đây. Tên nó rất là lộn nhộn đúng không? Thì sẽ rất là không quản lý được là cái file nào là file code, file nào là file ảnh. Tìm không ở trong này là thấy khó rồi, đúng không? Do đó chúng ta sẽ tiến hành là lưu trữ nó ở trong một cái thư mục nào đấy, đúng không? Chúng ta tạo ra một cái thư mục, tạo thư mục nha, tên là upload, đúng chưa? Tạo ra một thư mục tên là upload, được chưa? Chúng ta sẽ có biến là file name, nó sẽ bằng với file đóng mở ngoặc name đằng trước này. Đằng trước này chúng ta có cái string là upload sườn cộng với file name, nó chính là tên cái thư mục này thôi. Và ở bên này chúng ta sẽ để là file name đây chứ. Thì tí nữa các bạn xem là nó có lên trên thư mục upload không. Cái gì đấy khẩn chính? Mày làm cái trò gì đấy? Xem có lên không? Vào đúng thư mục không? Đây chúng ta làm lại. Ôi giời ơi, lại open stream. Rồi lên rồi. Bây giờ trong cái thư mục upload của tôi nó vào đây rồi. Được chưa?
Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Được rồi đúng không? Rồi. Bây giờ sẽ phát sinh vấn đề tiếp theo. Cứ có cái gì mới sẽ có rất là nhiều thứ cần phải giải quyết. File hiện tại trên server của tôi đang tên là gì? Ở trên máy của tôi. Logo đúng không? Rồi, bây giờ hình ảnh cái lõi của cái logo tên là từ khóa cái gì gì đấy đúng không? Rồi ok. Thì bác lại tôi upload cái file khác lên. Tôi có một cái file khác ngoài desktop tên là logo.png. Đúng không? Open ra. Upload lên. Bây giờ tính sao? File logo này chuyển thành nội dung khác. Đúng không? Tức là nó bị làm sao? Ghi đè nội dung lên cái file cũ. Đúng nhỉ? Ví dụ như thằng Hùng bây giờ và thằng Tùng, hai thằng này cùng up file, biết đâu đấy up chung một cái file nào đấy tên là logo.png lên server. Thằng Hùng up trước, thằng Tùng up sau. Thằng nào được giữ? Thằng Tùng được giữ. Đúng nhỉ? Xong thằng Hùng lúc sau vào thế nhóc phải ảnh của mình cay up lại, thế thằng Tùng hôm sau lại chửi, đúng không? Thế cuộc chiến này nó không có hồi kết, đúng nhỉ? Thế bây giờ làm cách nào để giải quyết? Làm cách nào để giải quyết cái gì? Cho vào thành cái gì? Đặt tên làm sao để cho nó không bị trùng? Thế sau thằng Hùng gạch ngang logo này, hôm sau thằng Hùng lại up một cái ảnh khác nữa lên thì sao? Cũng tên là Hùng gạch ngang logo, nhưng nó muốn giữ cả hai cái ảnh thì làm nào? Có thấy khổ không? Giải pháp như sau. Các bạn coi nhé. Echo micro time. Được chưa? Đom cái gì mà đom? Nó có quy luật hết đấy. Cái micro time nó là tích tắc. Đúng không? Mà tích tắc thì chẳng bao giờ trùng nhau được cả. Tôi vừa hít ra, tôi vừa thở ra, bắt tôi hít vào, tích tắc nó đã khác rồi. Đúng không? Thế cho nên chúng ta có thể đưa cái này vào thành tên của cái file ảnh cũng được. Một cách. Đúng không? Nhưng cách này chúng ta lại phải biến đổi text. Đúng nhá? Không hợp lý lắm. Tôi có cách khác hay hơn. Unique ID. Nó sinh ra một đoạn text ngẫu nhiên theo thời gian. Không bao giờ bị trùng nhau. Được chưa? Chúng ta chẳng phải biến đổi cái gì ở đây cả, chỉ nhét nó vào là xong, đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta xử lý kiểu gì với cái file này? Upload xong rồi sược đến unique ID rồi cộng với một dấu gạch ngang rồi cộng với tên file gốc, đúng không? Thử cái nhá, vẫn là cái ảnh logo lúc nãy của tôi, up lên. Thấy không? Đúng chưa? Ảnh logo cũ đây. Ảnh khác nữa. Rồi, xong. Lại có một ảnh logo. Được chưa nhỉ? Đấy, đấy là cách xử lý để tên ảnh không bị trùng nhau, cũng như là ảnh không ghi đè lên nhau. Được chưa? Về nhà đừng quên bài tập nhá. Có 2 bài đấy.
5 bài xử lý chuỗi và cái bài tập tôi giao để tìm hiểu về những cái hàm có sẵn ở trong PHP. Buổi sau sẽ trình bày. Được chưa? Vân Anh điểm danh đi.